Bạn là một cú đêm chính hiệu, nhưng do nghề chọn người, còn người thì chọn tiền, nên buộc bạn phải dậy sớm. Bạn thường xuyên cảm thấy bản thân lờ đờ, uể oải để bắt đầu một ngày mới. Năng lượng của bạn chạm đáy ngay khi ngày chỉ mới vừa có tới buổi trưa. Bạn muốn được như bố mẹ, dậy sớm ăn uống như một người công chức chính hiệu và chỉ cần nằm 5 phút là có thể ngủ vào lúc 22 giờ. Bạn ao ước có một nếp sinh hoạt khoa học và hiệu quả. Hoặc đơn giản là bạn có một sự kiện quan trọng vào sớm ngày hôm sau và cần đi ngủ thật sớm. Thế nhưng, cơ thể đã quen với nếp sinh hoạt người Việt giờ Mỹ của bạn không cho phép bạn làm điều đó. Bạn muốn tìm cách để 22 giờ lên giường và ngủ luôn không cần trằn trọc và rất nhiều trường hợp khác nữa. Nếu bạn thấy đâu đó hình bóng của bản thân mình ở trong những trường hợp trên thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Dưới đây là những công cụ đã được chứng minh hiệu quả bởi khoa học. Mình không đưa ra mẹo dân gian hay bất cứ thứ tà đạo gì như là đúng nhận sai cãi. Bài viết này được chia ra làm 4 phần, tương ứng với 3 giai đoạn trong ngày, buổi sáng, chiều, tối cùng một phần phụ. Nên nhớ rằng tất cả giai đoạn đều quan trọng như nhau. Bạn không nên tập trung quá nhiều vào 1, 2 giai đoạn mà bỏ quên cái còn lại. Bên cạnh đó, bạn cần biết rằng mỗi cơ thể sẽ có những phản ứng khác nhau với cùng một bộ công cụ này. Mình khuyên bạn nên sử dụng hết tất cả, quan sát bản thân và sau đó chọn ra những công cụ hiệu quả nhất đối với riêng bạn. Hãy thử áp dụng những gì mình đề cập phía bên dưới trong vài tuần rồi quan sát sự khác biệt. Mình tự tin khẳng định giấc ngủ và cả một ngày làm việc của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi là Pink Dot và đây là bài viết bạn muốn tỉnh táo cả ngày và cải thiện giấc ngủ. Xem ngay bộ công cụ miễn phí này được đăng tải trên website Spider Room nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, buổi sáng. Trước khi đi vào mô tả chi tiết những công cụ, bạn cần biết rằng chúng không chỉ dừng lại ở việc giúp bạn tỉnh táo. Những hoạt động đó còn đóng vai trò như một công tắc giúp bạn hẹn giờ cho đồng hồ sinh học. Thông qua việc sử dụng các công cụ, bạn sẽ giúp cơ thể và não bộ biết được rằng nó đang ở thời điểm nào trong ngày, vì chúng không nhìn nhận thời gian như là mắt ta nhìn trên đồng hồ. Cơ thể bạn sẽ tự hiểu rằng sáng rồi, cần tỉnh táo, hay đây là cuối ngày, là lúc phải đi ngủ. Từ đó, bạn sẽ dễ ngủ hơn và có một giấc ngủ chất lượng hơn. Bạn cũng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc dậy sớm vào sáng ngày hôm sau. Ánh sáng. Điều đầu tiên bạn muốn làm khi tỉnh dậy đó là tăng lượng cortisol cho cơ thể. Cortisol là một loại hormone đóng vai trò tín hiệu thông báo cho cơ thể và não bộ rằng đã đến lúc thức dậy, đồng thời bấm nút hẹn giờ cho đồng hồ sinh học của bạn trong một ngày. Làm thế nào để kích hoạt sự gia tăng của cortisol cho cơ thể? Các bạn nên sử dụng ánh sáng tự nhiên, cho ánh sáng mặt trời đi thẳng vào mắt trong khoảng từ 30 đến 60 phút sau khi tỉnh dậy. Giả sử bạn thức dậy vào lúc 6 giờ vào một ngày trời quang, không có mây hoặc rất ít mây. Khi ấy, mặt trời vừa mới ló dạng và vẫn ở tương đối gần so với đường chân trời. Việc bạn cần làm đơn giản là nhìn về phía mặt trời 5 phút trong khoảng từ 6 giờ tới 7 giờ. Thời gian sẽ tăng theo tùy điều kiện thời tiết. Nếu mặt trời khuất sau mây thì 10 phút. Trời xám xịt, thậm chí có mưa thì khoảng 20 đến 30 phút. Hãy nhớ rằng chỉ cần nhìn về phía mặt trời chứ không bắt buộc phải nhìn trực diện vào mặt trời. Việc nhìn trực diện vào lúc bình minh vẫn ổn, nhưng khi mặt trời lên cao hơn, cường độ ánh sáng mạnh hơn thì sẽ rất có hại cho mắt nếu làm vậy. Đối với những ai cận thì việc sử dụng kính mắt thông thường, kính cận, kính áp tròng khi phơi nắng vẫn được, ngay cả khi có tích hợp chống tia UV. Thế nhưng kính râm, cửa sổ hay là kính xe thì không. Chúng sẽ khiến công cụ này không đem lại hiệu quả như ban đầu nữa. Trong trường hợp không thể ra ngoài như là mùa Covid chẳng hạn, thì hãy đứng gần cửa sổ. Còn nếu không, bạn vẫn nên đón ánh sáng một cách trực tiếp. Mình biết rằng việc bật dậy ngay sau khi chuông báo thức reo đôi khi khá khó khăn. Nếu không có một giấc ngủ thật sự chất lượng, bạn sẽ ở trong trạng thái lơ mơ và khả năng rất cao là sẽ cầm điện thoại lên, tắt chuông, nhắm mắt, nghĩ rằng mình đã dậy rồi, chỉ thêm một vài giây cho tỉnh hẳn và ngủ tiếp đi thay vì bắt đầu ngày mới. Để khắc phục tình trạng này, mình hay kéo độ sáng điện thoại lên mức cao nhất và kiểm tra tin nhắn, mail trong 1 đến 2 phút, hoặc là sẽ bật đèn trong phòng và nhìn thẳng vào bóng đèn, sau đó mới ra ngoài và dùng ánh sáng mặt trời. Điều này sẽ hạn chế tình trạng ngủ tiếp xảy ra. Nếu bạn có đèn LED ring trợ sáng thì càng tốt, chúng hiệu quả hơn nhiều so với đèn phòng thông thường do có cường độ sáng cao hơn. Tuy nhiên, dù có sáng tới mấy thì ánh sáng nhân tạo cũng không thể nào thay thế cho ánh sáng tự nhiên. Cường độ sáng từ nguồn ánh sáng nhân tạo không đủ để cơ thể tự kích hoạt cơ chế mà chúng ta cần vào mỗi buổi sáng. Như đã đề cập, thì vào những ngày trời xám xịt,
chúng ta cần tới 20 đến 30 phút ở bên ngoài, khoảng thời gian tương đối dài và không phải ai cũng đủ rảnh rỗi để làm điều này, kể cả mình. Đôi khi chúng ta sẽ thức dậy trước lúc mặt trời mọc nên việc đón ánh sáng tự nhiên là không thể. Trong những trường hợp như vậy hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, mình sử dụng ánh sáng nhân tạo. Sau đó, nếu mặt trời lên thì hãy ra ngoài và dùng ánh sáng tự nhiên. Cho dù 6 giờ sáng đã tỉnh rồi, nhưng 7 giờ sáng nắng mới lên thì hãy cố gắng dành ra vài phút ở ngoài trời. Đây là công cụ hiệu quả nhất theo cá nhân của mình. Tuy nhiên, nếu tận trưa mới có nắng thì ta sẽ dùng những công cụ khác. Nên nhớ rằng khoảng thời gian lý tưởng để sử dụng ánh sáng mặt trời là từ 30 đến 60 phút sau khi dậy. Giả sử bạn dậy lúc sáng sớm chứ không phải buổi trưa. Mặt trời lên đỉnh đầu, góc chiếu sáng quá cao không chỉ hại mắt mà còn hại da nữa. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spy Room đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhé. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spy Room luôn. Nhiệt độ. Để có thể tỉnh táo nhất và duy trì trạng thái đó vào sáng sớm thì ánh sáng không thôi có thể chưa đủ. Cần sử dụng công cụ thứ hai, đó là nhiệt độ. Một trong những điều kiện để cơ thể đi vào giấc ngủ là sự giảm nhiệt độ. Với nhiệt độ lõi của cơ thể, các cơ quan nội tạng cần hạ từ 1 đến 2 độ C để ta có thể ngủ và duy trì giấc ngủ. Đó là lý do vì sao mọi người sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn vào mùa đông hay là trong điều hòa vào mùa hè. Từ đây bạn có thể đoán được rằng điều kiện để tỉnh táo vào buổi sáng thì ngược lại, nhiệt độ phần lõi tăng. Vậy làm thế nào để tăng nhiệt độ phần lõi trong cơ thể? Cách thứ nhất là tắm nước lạnh. Bạn nên biết cơ thể là một hệ thống điều nhiệt cực kỳ hiệu quả. Khi tiếp xúc với nước lạnh, tức là giảm nhiệt độ trên bề mặt cơ thể, não bộ sẽ phát ra tín hiệu rằng bên ngoài trời đang lạnh, vậy nên tôi sẽ tăng nhiệt độ bên trong lên một chút. Quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn tắm. Nếu bạn tắm quá lâu, từ 20 đến 30 phút, cơ thể của bạn sẽ hạ nhiệt cả ở trong lẫn ngoài. Vì vậy, bạn chỉ cần tắm từ 1 đến 3 phút là đủ để đạt được hiệu quả mong muốn. Bên cạnh đó, việc tắm nước lạnh cũng giúp cho não bộ tạo ra hormone adrenaline và dopamine. Đồng nghĩa là bạn không chỉ tỉnh táo mà còn đạt được động lực cùng sự tập trung cao hơn trong khoảng thời gian sau đó. Mới đầu, sẽ có nhiều người chưa quen với nước lạnh hoặc là trời lạnh khiến cho việc tắm nước lạnh trở thành điều gì đó cực kỳ đáng sợ và dở hơi. Mình thấy miễn là nó tốt cho sức khỏe thì chẳng sao. Nếu chưa từng thử bao giờ, bạn hãy tắm với cả nước nóng trước, sau đó hạ dần nhiệt độ tới mức bạn muốn chui ra khỏi phòng tắm luôn, nhưng vẫn an toàn để các bạn ở bên dưới làn nước mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Bằng cách này, mình vẫn có thể tắm nước lạnh vào những ngày lạnh nhất của mùa đông Hà Nội. Cách thứ hai là tập thể dục. Nhiều người nghĩ rằng đây là một hoạt động mang tính chất căng thẳng, ví dụ như là nâng tạ hay kéo xà thì mới là thể dục. Nếu có thời gian và có điều kiện để tập nặng như vậy thì là tốt, còn nếu không thì cũng không sao. Bạn hoàn toàn có thể đi dạo nhẹ nhàng, chạy bộ, nhảy dây và kết hợp công cụ ánh sáng mà mình đã đề cập nếu có thể. Mục đích của chúng ta là tăng nhiệt độ phần lõi cơ thể để đạt được sự tỉnh táo chứ không hướng tới tăng cơ giảm mỡ. Vậy nên, những hoạt động nhẹ nhàng như vậy là đủ. Caffeine, aka cà phê. Caffeine, cà phê là chất kích thích được sử dụng phổ biến nhất ở hầu hết các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, sử dụng cà phê ra sao cho đúng thì không phải ai cũng biết. Bài viết này không bàn tới lượng cà phê sử dụng bởi đây là yếu tố phụ thuộc vào từng cá nhân. Điều mình muốn đề cập là thời điểm sử dụng cà phê. Nhịp sinh học 24 giờ của bạn là yếu tố đầu tiên trong hai yếu tố quyết định thức và ngủ. Thứ hai là áp lực giấc ngủ. Tại thời điểm này, một chất hóa học được gọi là adenosine đang tích tụ trong não của bạn. Nó sẽ tiếp tục tăng với mỗi phút thức giấc trôi qua. Bạn càng thức lâu thì càng tích tụ nhiều adenosine. Một hậu quả của việc tăng adenosine trong não là ham muốn ngủ ngày càng tăng. Caffeine hoạt động bằng cách xâm chiếm các thụ thể tiếp nhận adenosine. Khi caffeine chiếm các thụ thể này, nó không kích thích chúng như là adenosine, tác nhân khiến cho bạn buồn ngủ. Thay vào đó, caffeine ngăn chặn và vô hiệu hóa các thụ thể một cách hiệu quả, hoạt động như là một tác nhân che đậy. Nó tương đương với việc bạn bịt ngón tay vào tai để chặn âm thanh. Bằng cách chiếm giữ các thụ thể này, caffeine sẽ ngăn chặn tín hiệu buồn ngủ thường được adenosine truyền đến não. Kết quả cuối cùng, caffeine đánh lừa bạn, khiến cho bạn cảm thấy tỉnh táo. Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy, và tất nhiên là họ vẫn sẽ tỉnh táo vào buổi sáng.
Tuy nhiên, mặt trái của việc này là đa số sẽ có trải nghiệm không mấy thoải mái khi về chiều, caffeine crash. Adenosine vẫn duy trì một lượng nhất định trong cơ thể khi tỉnh dậy, chứ không hề hết hoàn toàn. Việc sử dụng cà phê ngay đầu ngày khiến cho lượng adenosine tích tụ khi về chiều là rất lớn. Và vào thời điểm mà tác dụng của cà phê đã hết, lượng adenosine ồ ạt bám vào các thụ thể sẽ khiến bạn sập như thể đó là lúc nửa đêm vậy. Để tránh bị caffeine crash, mình khuyên các bạn nên chờ khoảng 90 đến 120 phút sau khi dậy rồi thì mới uống cà phê. Việc chờ đợi này đóng vai trò như một hoạt động xả nốt cái lượng adenosine dư thừa từ ngày hôm trước. Có thể bạn sẽ vẫn thấy hơi mỏi khi về chiều, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là bị sập. Bên cạnh đó, uống cà phê muộn cũng sẽ giúp duy trì mức năng lượng cao hơn trong một ngày làm việc và giảm xu hướng nạp thêm cà phê ở giai đoạn cuối chiều. Mình cũng muốn đề cập thêm rằng, nếu bạn không phải là một người uống cà phê thường xuyên nhưng vì lý do nào đó cần nạp cà phê vào lúc chiều thì hãy cố gắng uống một lượng nhỏ, nhỏ hơn 100mg và uống sớm trong khoảng từ 14 đến 15 giờ chẳng hạn, nhằm đảm bảo rằng giấc ngủ buổi tối của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Ăn uống. Nếu chúng ta tạm bỏ qua các vấn đề xoay quanh đến sức khỏe mà chỉ tập trung vào việc đạt được sự tỉnh táo và hẹn giờ cho đồng hồ sinh học, việc ăn uống là không bắt buộc. Nếu bạn là người thích ăn sáng hay cảm thấy không ăn thì không đủ sức cho những hoạt động trong ngày, đừng lo lắng gì cả và cứ ăn như bình thường. Hoạt động này cũng góp phần hỗ trợ cơ thể hẹn giờ ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, bạn nên ăn sớm và đặc biệt là không ăn quá no. Không cần biết hôm trước bạn đã ngủ tốt tới mức nào, sử dụng các công cụ trước đó chuẩn chỉnh ra sao. Việc ăn quá no chắc chắn sẽ khiến bạn buồn ngủ. Trong trường hợp bạn có nhu cầu nạp đủ dinh dưỡng, lời khuyên của mình là nên chia nhỏ nó ra thành các bữa, thay vì dồn hết tất cả vào một bữa để đạt được mục đích giữ tỉnh táo. Những công cụ mà mình đề cập buổi sáng có thể sẽ không đủ để giúp một số người tỉnh táo xuyên suốt cả một ngày. Đôi khi, mình cũng cảm thấy khá mệt mỏi khi bước vào giai đoạn đầu buổi trưa và đầu giờ chiều. Là một người Việt, chắc hẳn bạn cũng đã biết công cụ hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này, đó là giấc ngủ ngắn. Chỉ chợp mắt một chút thôi là chúng ta có thể nạp lại đầy bình năng lượng mà không cần làm bất kỳ điều gì khác. Theo kinh nghiệm và những gì mình tìm hiểu, giấc ngủ này không nên dài quá 90 phút. Bạn cũng không muốn chợp mắt quá muộn vào lúc chiều. Còn chính xác lúc nào không nên ngủ ngày nữa còn tùy thuộc vào mỗi người. Việc chợp mắt sau 14 giờ chắc chắn sẽ khiến mình mất ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, em mình lại không gặp vấn đề gì, dù nhiều hôm 4 giờ chiều mới thấy nó leo lên giường để đi ngủ. Đây là yếu tố mà bạn cần tự khám phá. Tất nhiên sẽ có những lúc chúng ta không có đủ thời gian và không gian để ngủ. Một vài trường hợp mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ bởi họ cảm thấy khó khăn để tỉnh dậy sau giấc ngủ ngày ấy. Khi ấy, ngoài cà phê ra, mình xin giới thiệu với các bạn một vài công cụ khác để lấy lại sự tỉnh táo. Mình đã thử một số và thấy khá hiệu quả. Ánh sáng. Giống như giai đoạn 1, ánh sáng ở đây ám chỉ ánh sáng tự nhiên. Nếu có thể, mình khuyên mọi người hãy dành ra một vài phút để ngắm mặt trời lặn lúc chiều tối. Ngoài mục đích thư giãn và thỏa mãn tâm hồn nghệ thuật, ngắm hoàng hôn còn giúp cơ thể có thêm tín hiệu trong quá trình xác định được thời điểm của đồng hồ sinh học. Nó sẽ biết rằng một vài tiếng sau đó sẽ là lúc để đi ngủ. Ngoài ra, hoạt động ngắm hoàng hôn hoặc là ánh sáng mặt trời lúc chiều cũng sẽ giúp bạn hạn chế phần nào tác hại của việc sử dụng ánh sáng nhân tạo vào buổi tối. Bạn có thể sẽ thắc mắc rằng làm sao mà cơ thể phân biệt được thời điểm trong ngày chỉ dựa vào ánh sáng mặt trời. Nếu để ý, bạn sẽ thấy ánh sáng mặt trời vào cuối ngày sẽ có tính chất khác so với vào buổi sáng hay là buổi trưa. Một bộ máy phức tạp như cơ thể chúng ta thừa khả năng để nhận ra sự khác biệt này. Tương tự buổi sáng, bạn không nhất thiết phải nhìn trực diện vào mặt trời và hãy cứ chớp mắt khi nào thì cần thiết. Thể dục. Đối với việc phát triển cơ bắp, thời điểm tốt nhất trong ngày là lúc bạn tập luyện. Bạn tập lúc nào không quan trọng, miễn là bạn có tập. Hiệu quả đạt được buổi sáng, chiều và tối là như nhau. Tuy nhiên, khác với buổi sáng, tập thể dục nặng và muộn sẽ khiến cơ thể cảm thấy buồn ngủ hơn mọi khi, một cách tự nhiên. Ví dụ, mình tập thể dục vào lúc 8 giờ và cảm thấy buồn ngủ lúc 10 giờ tối. Những hôm tập chiều muộn hoặc chơi thể thao buổi tối, từ 9 giờ cho đến 10 giờ mới kết thúc trận bóng, mình sẽ phải đợi tới hơn 11 giờ đêm thì mới có cảm giác buồn ngủ. Đó là chưa kể hiện tượng mỏi cơ khiến cho mình khó ngủ hơn. Nguyên nhân như đã đề cập là do việc tập luyện sẽ tăng nhiệt độ phần lõi cơ thể. Đồng hồ sinh học từ 6 đến 10 giờ của bạn bị delay một chút, dẫn tới hiện tượng chúng ta tỉnh táo lâu hơn mọi ngày.
Nếu buổi chiều và tối là khoảng thời gian duy nhất trong ngày bạn có thể tập luyện thì cũng đừng lo, mình sẽ đề cập thêm công cụ để giúp bạn chữa cháy. Nghịch lý ở chỗ vào buổi sáng, khi bạn cần rất nhiều ánh sáng có cường độ cao và trong khoảng thời gian tương đối dài để có thể tỉnh táo vào buổi tối, thì chỉ một vài bóng đèn trên trần nhà cũng đủ khiến bạn gặp khó khăn trong việc đi ngủ và có được một giấc ngủ chất lượng. Nói một cách ngắn gọn, hạn chế tối đa ánh sáng nhân tạo ở bất kỳ màu sắc nào. Hạn chế ánh sáng nhân tạo đồng nghĩa với việc sử dụng ít điện thoại, tivi, máy tính. Nếu bạn có thể thì quá tuyệt vời, 10 điểm dành cho bạn. Nhưng mình biết rằng với rất nhiều người, ngay cả mình, điều này là không thể. Có thể chúng ta còn công việc cần giải quyết, gọi điện trò chuyện với gia đình bạn bè, hay một chương trình giải trí nào đó mà không thể bỏ qua. Khi ấy, mình khuyến khích mọi người giảm độ sáng của các thiết bị xuống mức tối thiểu. Tức là ở điện thoại hay máy tính, bạn nên cài đặt độ sáng màn hình tới mức độ vừa đủ để thực hiện các tác vụ một cách an toàn. Tối quá thì lại có hại cho mắt. Chuyển hết tất cả mọi thứ về dark mode nếu được. Bạn cũng sẽ muốn tắt bớt đèn phòng, chỉ duy trì ở mức sáng vừa đủ cho sinh hoạt. Vị trí của nguồn sáng cũng là một vấn đề chúng ta cần lưu tâm. Đèn đặt cao so với phía đầu sẽ tạo ra ánh sáng có góc độ giống với ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Với mục đích tối ưu giấc ngủ buổi tối, bạn nên sử dụng đèn ở vị trí thấp, ví dụ như là đèn bàn học chẳng hạn. Có thể tới đây thì nhiều người cũng đã đoán được cách sử dụng nhiệt độ vào giai đoạn này ra sao. Giống với ánh sáng, bạn muốn dùng công cụ này một cách trái ngược so với buổi sáng, tắm nước nóng trong khoảng thời gian ngắn trước khi đi ngủ. Đây là công cụ chữa cháy cho việc tập thể dục quá muộn như mình đã nhắc ở trên. Ngoài ra thì tắm nước nóng cũng là một cách tốt để xả stress vào mùa đông. Bên cạnh đó, để dễ ngủ hơn nữa, mình khuyên mọi người nên hạ nhiệt độ phòng. Chúng ta có thể dùng quạt, điều hòa, miễn là làm cho căn phòng mát mẻ. Theo cuốn Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams, nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ với đa số mọi người là 18,3 độ C, quá lạnh dưới 12,5 độ C, hay là quá nóng trên 23 độ C sẽ khiến giấc ngủ gặp vấn đề. Điều này cũng lý giải vì sao chúng ta thường vô thức thò chân hoặc là tay ra khỏi chăn, hay thậm chí là vứt chăn khỏi người trong khi đi ngủ, đặc biệt là vào mùa hè. Ở đây, mình sẽ đề cập đến hai chất kích thích phổ biến được biết tới để cải thiện giấc ngủ là cồn, rượu, bia và cần sa. Lưu ý một chút thì đây là công cụ mình không sử dụng và mình cho là nên tránh. Việc sử dụng rượu bia sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn là đúng, nhưng ai đã từng uống đều khẳng định điều này. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn nên uống trước khi đi ngủ bởi những tác hại rất lớn mà nó gây ra. Thứ nhất, cồn làm gián đoạn giấc ngủ. Khoa học đã chứng minh dưới tác dụng của cồn, bạn sẽ rơi vào vòng lặp, ngủ, tỉnh, ngủ liên tục mà không hề hay biết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta mệt mỏi vào ngày hôm sau. Thứ hai, cồn là chất ức chế chu kỳ REM của giấc ngủ. Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể sẽ tạo ra hai sản phẩm phụ từ cồn là aldehyde và ketone. Chính aldehyde sẽ ngăn chặn khả năng não bộ đạt được chu kỳ REM. Nếu bạn chưa biết thì một trong những chức năng của chu kỳ REM là hỗ trợ tích hợp và liên kết trí nhớ, một quá trình xử lý thông tin cần thiết để phát triển khả năng học ngôn ngữ và tổng hợp, kết nối các sự kiện liên quan thành một tổng thể có liên kết, dạng như liên tưởng và sử dụng các thông tin đã thấy để đưa ra lập luận nào đó. Việc uống rượu trước khi đi ngủ đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm bản thân rốt đi theo nghĩa đen. Mình cũng muốn đề cập rằng, chỉ cần uống rượu là đã đủ để gây ra hậu quả chứ chưa cần tới mức say. Giống với cồn, cần sa hay chính xác hơn là THC trong cần sa có tác dụng đẩy nhanh quá trình đi vào giấc ngủ khi sử dụng. Tuy nhiên, theo giáo sư Matthew Walker, biểu đồ sóng não khi ngủ của bộ não dưới tác dụng của THC không đồng nhất với biểu đồ sóng não khi ngủ tự nhiên. Vậy nên ta có thể coi giấc ngủ dưới tác dụng của THC là ngủ nhưng mà không ngủ thật, hay được gọi là một giấc ngủ fake. Bên cạnh đó thì THC cũng tạo ra vòng lặp ngủ, tỉnh và ngủ hệt như cồn. Tác hại thứ hai của việc sử dụng THC để hỗ trợ giấc ngủ là sự lệ thuộc. Qua thời gian, người dùng sẽ phải tăng liều THC để đạt được hiệu quả như ban đầu. Và một khi ngưng sử dụng, họ sẽ đứng trước nguy cơ gặp phải chứng mất ngủ nghiêm trọng. Đối với hợp chất CBD có trong cần sa, hiện tại chưa có đủ dữ liệu cũng như nghiên cứu về hiệu quả và ảnh hưởng của chất này từ giấc ngủ. Tuy nhiên, rất nhiều nhà khoa học đang không khuyến khích sử dụng CBD. Có một giấc ngủ tự nhiên vẫn là tốt hơn hẳn. Chốt lại, mình khuyên bạn không nên sử dụng hai chất kích thích này để hỗ trợ giấc ngủ.
Trước tiên, mình cần nói trước rằng bạn nên và chỉ nên tìm tới thực phẩm chức năng khi tất cả các công cụ còn lại đều không mang lại hiệu quả dù bạn đã thực hiện chúng trong một khoảng thời gian đủ dài. Và nếu có ý định sử dụng, bạn cần tìm hiểu thật kỹ và hãy tham vấn những người có kiến thức chuyên môn trước khi sử dụng. Nhắc tới thực phẩm chức năng cho giấc ngủ thì chắc chắn phải đề cập tới melatonin. Đáng tiếc là mình chưa từng dùng và cũng chưa từng tìm hiểu đủ kỹ lưỡng về melatonin để đưa ra lời khuyên về công cụ này tới mọi người. Tuy nhiên, giống với bất kỳ thứ gì cho vào trong cơ thể, bạn nên nghiên cứu một cách cẩn trọng về tác dụng cũng như là liều lượng melatonin, đặc biệt là khi bạn có ý định sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Bởi lẽ ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn tương tác với hệ thống hormone trong cơ thể như là testosterone, estrogen, làm ảnh hưởng tới quá trình dậy thì ở trẻ vị thành niên. Một vài thực phẩm chức năng khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm. Phần phụ nhưng quan trọng không kém phần chính. Đầu tiên là sự ổn định. Không cần tới khoa học thì ai cũng biết rằng dù có làm mọi thứ trên trời dưới biển đi chăng nữa, tất cả đều vô nghĩa nếu chúng ta không duy trì một nhịp sinh hoạt ổn định. Sự ổn định là công cụ hiệu quả nhất để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nếu duy trì một nhịp sinh hoạt trong một khoảng thời gian đủ dài, bạn sẽ có khả năng tự dậy trước khi chuông báo thức reo hay là tự động buồn ngủ vào lúc tối. Bạn cũng sẽ ngủ sâu hơn và không bị đứt quãng vào ban đêm. Tuy nhiên, mình dám chắc là phần lớn chúng ta vẫn còn ham vui, đặc biệt là vào lúc cuối tuần với hàng loạt trận bóng hay là kèo ăn chơi đập phá. Khi ấy, chúng ta nên đi chơi hay là từ chối để ngủ đúng giờ? Hãy cứ tận hưởng đi, dù biết là giấc ngủ rất tốt, nhưng ai lại bỏ một hôm vui để đi ngủ sớm mà giờ, nhất là khi lâu ngày mới được tụ tập hay là cả năm mới có một trận cầu hay. Trong một tháng với rất nhiều ngày tốt thì một hôm lỗi sẽ không quá nghiêm trọng, mà chỉ một hôm thôi nhá, đừng kéo dài tới 2-3 ngày liên tục. Mình sẽ chỉ bạn cách xin lỗi cơ thể sau buổi thức đêm như vậy. Giả sử giờ ngủ dậy thông thường của bạn là 7 giờ, nhưng đêm hôm trước 2 giờ bạn mới đi ngủ. Nhiều người sẽ ngủ cố tới 10 giờ để cho đủ 8 tiếng, cho đúng với những gì báo đài nói. Theo mình thì điều này là không nên. Một giấc ngủ 8 tiếng từ lúc 2 giờ vẫn sẽ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy. Chưa kể, nó sẽ khiến sự tỉnh táo trong ngày và giờ đi ngủ buổi tối hôm đó của bạn bị ảnh hưởng. Mình khuyên bạn chỉ nên ngủ tới 8 giờ, một tiếng lệch so với giờ dậy thông thường, thay vì 10 giờ mới dậy. Nếu bạn cảm thấy uể oải, hãy ra ngoài đón ánh sáng mặt trời, tắm nước lạnh, ăn sáng và ngủ bù vào buổi trưa. Một điều bạn cần đặc biệt lưu ý là dù có mệt tới mức nào đi chăng nữa, hãy cố gắng đợi từ 90 đến 120 phút sau khi tỉnh dậy rồi mới uống cà phê nhé. Có nhiều bạn sẽ hỏi rằng, thức cả đêm thì phải làm như thế nào? Lúc này thì mình nghĩ bạn cứ ngủ đi, vì không ngủ thì cũng chẳng còn sức mà dùng cho ngày mới. Bạn chọn thức cả đêm, tức là bạn đang coi giấc ngủ không ra gì và quyết định phá hỏng tất cả nhịp sinh hoạt. Trường hợp này thì hết thuốc chữa. Đùa thôi, theo mình là cứ ngủ tới trưa, chấp nhận một tối trằn trọc và sửa lỗi ở những ngày sau đó. Đừng ngủ tới chiều muộn để rồi mất ngủ cả đêm nữa nha. Đối phó với công việc chia ca. Có rất nhiều người làm việc theo ca, bắt buộc phải thức đêm và ngủ ngày. Nếu rơi vào trường hợp này thì bạn nên duy trì một ca làm hay một nhịp thức đêm ngủ ngày trong 2 tuần trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Việc hôm nay thức đêm ngủ ngày, ngày mai lại thức ngày ngủ đêm liên tục rất có hại cho sức khỏe. Cách để ngủ và dậy sớm hơn hôm trước. Vẫn giả sử bạn dậy lúc 7 giờ, không quan trọng là tự động dậy hay là nhờ báo thức. Trước đó 2 tiếng, tức là vào lúc 5 giờ, nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ ở mức thấp nhất. Trong khoảng 1-2 tiếng sau thời điểm nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất, nếu nhìn ánh sáng có cường độ cao, tắm nước lạnh, ăn sáng, cơ thể bạn sẽ có xu hướng đi ngủ sớm hơn vào buổi tối hôm đó và thức dậy sớm hơn vào sáng hôm sau. Ngược lại, nếu sử dụng những công cụ trên trong khoảng 2-4 tiếng trước thời điểm nhiệt độ cơ thể hạ mức thấp nhất, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ muộn hơn, đồng thời thức dậy muộn hơn mọi ngày. Mẹo nhỏ là trước khi đi ngủ mình có thói quen uống nước. Uống ít thì không sao, đôi khi lỡ uống nhiều một chút thì sẽ gặp tình trạng nửa đêm phải dậy đi vệ sinh. Điều này rất bất tiện và cũng ảnh hưởng tới chất lượng của giấc ngủ. Với những ai chưa biết, tốc độ nạp chất lỏng sẽ quyết định tốc độ lọc của ruột, thận cho tới bàng quang. Vì vậy, để xử lý hiện tượng tiểu đêm mà không phải đong lượng nước trước khi đi ngủ, mình khuyên các bạn nên uống từng ngụm thật nhỏ và uống thật chậm. Để mọi người dễ hình dung hơn, mình sẽ để ở phía bên dưới điểm mình sử dụng các công cụ. Thì thoảng mình lại bỏ qua ngủ trưa khi không cảm thấy quá mệt hoặc là ngắm bình minh hoàng hôn do điều kiện thời tiết. Ở phần kết,
mình muốn mượn một vài dòng từ bài viết liên quan tới giấc ngủ của bạn Simplify Self Improvement được đăng tải mới đây. Nên nhớ, mệt mỏi chỉ là một hệ quả nhỏ nhất mà bạn phải đối mặt với thiếu ngủ. Hãy tin mình, kẻ thù lớn nhất của bạn là chính bạn. Bạn đang chọc gậy vào cái bánh xe sức khỏe và sự nghiệp của bạn. Giấc ngủ là điều quan trọng nhất tới tất cả mọi mặt của sức khỏe. Các cụ đã nói, được ăn được ngủ là tiên. Có ăn mà thiếu ngủ thì đời nào có được hạnh phúc. Hãy sống điều độ lên, đi ngủ sớm đi, dậy sớm thưởng thức một ngày trọn vẹn đi. Sự thay đổi này chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cho bạn đâu. Mình hy vọng bài viết này cũng đã cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích về cách thức cải thiện sự tỉnh táo trong ngày, cũng như là hỗ trợ có được một giấc ngủ tốt hơn vào buổi tối. Chúc mọi người áp dụng thành công và có một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy thông tin gì có giá trị thì đừng ngại ấn nút like hoặc là tặng tác giả một nút upvote cho bài viết mà chúng mình để ở trong link dưới phần mô tả video nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực cho cả tác giả lẫn đội ngũ Spider Room chúng mình. Nếu có điều gì muốn trao đổi thì hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!